tôi đang kết nối với Ben Nguyễn. Rồi xin chào Ben Nguyễn. Alo, chào anh Ben. Rồi xin chào. Ben Nguyễn giờ đang trên đường đi làm. Sao nghe nghe nhỏ vậy anh Ben? Rồi ok. Ừ. Em chào anh Ben nha, chào mọi người nha. Cho đỡ nói em vô phép mà không chào người lớn rồi nữa. Rồi. Em nói với anh Ben á, em nói với anh Ben á là mấy cái người mà bọn ba sọc á, nó đi qua Mỹ á, nếu mà thật sự nó cứ nó có tự do, dân chủ, dân quyền á, thì nó không bao giờ nó châm biếm ở bên Việt Nam hết á. Tại vì nó sống cái đời sống ở này rất là vất vả, cực khổ. Nó làm một ngày á, nó làm một ngày á, mười mấy tiếng đồng hồ lận. Và nó làm một ngày mười mấy tiếng đồng hồ, khi mà nó về nhà gì, không có ai nói chuyện với nó hết á. Nó ngồi trong nhà trong bốn vách tường thôi. Nó rất là buồn bã. Ở nước Mỹ, anh Bằng biết không? Đi làm cái gì, một ngày mười mấy tiếng bị áp lực cái chỗ công an việc làm, rồi đi về nhà cái gì là không có ai nói chuyện. Anh Bằng biết không, ở nước Mỹ nó rất là buồn bã, tìm một người nói chuyện cũng không có luôn. Không phải giống như ở đất nước mình đâu, đất nước mình gì ra ngoài đường có bà con cô bác giúp đỡ biết không, rồi ăn uống ngoài đường ngoài xá, cà phê cà pháo rất là tự do. Anh Bằng cứ đánh hỏi một cái câu hỏi trong đầu của anh Bằng đi. Nếu mà nó ở một cái đất nước tự do thì không bao giờ nó chống phá đất nước Việt Nam hết á. Có nghĩa là nó ở cái nước Mỹ này nè, nó bị ức chế. Cho nên nó mới muốn phá đất nước Việt Nam. Ben Nguyễn, Ben Nguyễn này, hiện nay IO Việt ấy, nói là bảo là Ben Nguyễn có gì kết bạn với lại IO Việt. Đấy, có cái công văn ở đấy, dạ. Ai? IO Việt ấy cũng đang ở bên Mỹ mà. Ờ, IO Việt hả? Có cái ngôi sao vàng á. Dạ, dạ. Thì em nói với anh á. Rồi. Thì em nói với anh á, cái tâm lý của người á, nó đi làm bên Mỹ này một ngày mười mấy tiếng, về nó trả tiền nhà, nó ở nhà mướn không à, nó rất khổ, nó không làm được chủ cái nhà đâu. Không phải giống như Việt Nam mình có đất, có nhà, rồi làm giấy tờ là mình làm chủ biết không. Còn bên Mỹ gì có nhiều người qua mấy chục năm luôn, không có nhà ở, phải đi xe phòng ở, rất là khổ. Nó không có nhà, nó cũng không có dân chủ gì đâu. Cho nên rồi. Người dân trong nước á, đừng bây giờ mà tin cái tụi này. Nó qua bên Mỹ nó ức chế, nó bị trói buộc chứ không phải là tự do. Tại vì nó có mắt mà giống như đuôi á, nó nói là tự do nhưng thật sự bên trong không phải là tự do. Nó bị ức chế cho nên nó buồn bã quá, rồi nó lên cộng đồng mạng, rồi nó châm biếm ở bên Việt Nam, nó phá bên Việt Nam. Cho nên người dân của mình phải giữ cái lý trí, đừng bao giờ mà cho nó nói xuyên xỏ về đất nước Việt Nam. Nó rất là khổ, nếu mà nó thật sự nó sướng, nó không bao giờ nó nói Việt Nam hết anh Bằng. Cái đó cái tâm lý của người á. Có nhiều, thậm chí có nhiều người không có nhà ở luôn. Rồi đi qua mấy chục năm gì, không có đồ ăn, phải đi xin ăn. Rồi anh biết không, bây giờ thời giờ ở nước Mỹ gì rất là khó sống. Vì có một số chẳng hạn như thằng Ben Thị Trương nè, Tân Thái nè. Bây giờ nó làm neo đâu được đâu, tiệm thì đóng cửa. Anh biết cái mùa dịch mà đóng cửa không có tiền. Rồi không có tiền trả tiệm bên này, anh biết không, mướn cái tiệm bên này á, rất là mắc. Cho nên tụi nó bị thất bại rất là nhiều. Cho nên nó cây cú bên Việt Nam lắm. Đố cha thằng nào, con nào bên Mỹ mà nhìn về nước Việt Nam không thèm thì thâu á. Nhìn đất nước không thèm thì thâu á. Tụi nó thật có câu á. Một phần thì nhớ nhà nè. Một phần ở bên Việt Nam nó rất là tự do. Ở cộng sản rất là sướng. Ăn đồ nóng cũng không đóng thuế. Bên Mỹ là anh Bằng biết không? Anh ăn một tô phở phải đóng thuế. Mua một ổ bánh mì cũng phải trả thuế. Thấy không? Ở đâu cũng không bằng ở quê hương của mình hết á. Em nói thật đó, anh Bằng luôn á, cả nước nghe luôn á. Cái nước cộng sản, tuy bề ngoài nó nói là cộng sản, nhưng mà bên trong nó rất là tự do. Tại em ở nước Việt Nam, em ở đâu 16 năm bắt đầu em di dân ra nước ngoài em biết. Em so sánh với nước Mỹ, ở trong thế giới này gì, người ta thường thường á, đi vượt biên là gì, mục đích họ tới nước Mỹ. Nhưng mà bây giờ ngược lại á, cái đất nước Việt Nam của mình gì, bây giờ nó phát triển đi lên, dân chúng càng ngày càng no ấm, phải không? Mà nó nhìn về cái đất nước Việt Nam nó rất là thèm. Nó bên Mỹ gì nó không có nhà ở, có nhiều người đi xe phòng đến đảo, anh Bằng biết không, nó mướn cái phòng mà nó mướn không nổ luôn, không có tiền mướn luôn, nó phải đi xe phòng. Mà bên Việt Nam của mình bây giờ ai cũng có nhà cửa, rồi có đất, rồi họ có tài sản, nó rất là thèm thuộng luôn. Cho nên ở bên này nó buồn bã, nó đi làm gì không có ai nói chuyện. Ở bên này em nhìn em thấy gì, nó gặp một người nói chuyện đồng hương nói gì, nó thèm giống như cha mẹ nó sống vậy đó, không ai nói chuyện nó hết luôn. Cái đời sống nước Mỹ này gì rất là cô độc. Tại anh Đằng không ở nước ngoài không biết đâu, em ở em biết. Cho nên nó lên cộng đồng mạng, nó sợ lá gì à. Chỉ cho đỡ bớt cái căng thẳng ở bên nước ngoài á.
cho nó xả cái stress ra, anh Đằng hiểu không? Nghe kịp không? Đó, cái đó là cái tâm lý của người đó. Ở bên đây nó buồn bã lắm. Đi làm gì một người mấy tiếng, rồi trả tiền nhà, tiền rồi tiền bảo hiểm này nha, rồi tiền xe này nha, rồi tiền bảo hiểm xe này nha, rồi tiền ăn, tiền xăng nè, điện thoại nè. Điện thoại bên đây một cái điện thoại như vậy về trả một tháng là 100 đồng. Cho nên tụi nó rất là khổ, không có tiền. Mà thậm chí nó muốn về đất nước nó cũng không có gì tiền về nữa. Rất là khổ. Mà nó về đất nước gì, nó khi nó qua lại gì nó sợ mất việc làm, thì nó khi là nó bị mất việc làm gì là nó không có tiền để chi phí bên nước Mỹ, cho nên rất là khổ, nó rất là sợ sệt. Cái đời sống của nó rất là kêu mình nói giống như là nó bị khủng hoảng á, nó dùng bị điếng á. Nhưng mà cái miệng của nó thì nó che đậy lại nước Mỹ, biết không? Nó không dám nói chuyện xấu ra nước Mỹ, cho nên che xấu, nó nói về nước Việt Nam, nó nói Việt Nam là xấu, nhưng mà thật sự trong lòng của nó bị thối nát trong đó. Ngày hôm nay em đóng góp cho cái diễn đàn của anh Đằng. Cái đó em nói về một cái tâm lý con người ở bên nước Mỹ. Không phải sướng đâu. Okay. Nó hoàn toàn là ngậm đắng nuốt cay, trong lòng nó tan nát hết luôn. Đó cha cái thằng Việt Kiều, con Việt Kiều nào mà về nó chơi tháng gì, nói thôi mà ở lại thêm chơi tháng nữa. Nó không dám, nó lật mặt nó quay về Mỹ lại liền. Vì là đợi nó tiếp đó việc làm, đợi nó trả tiền nhà, tiền này, tiền kia. Tại vì bên đằng sau lưng nó gì? Nó trả đủ thứ tiền hết á, chứ không phải giống như ở đất nước mình cộng sản tự do đâu. Cái đó hoàn toàn không có đâu. Anh Đằng nghe kịp cái gì phải không anh Đằng? Đúng không? Rồi đúng rồi. À, cái đó là cái tâm lý của nó đó. Cho nên nó cứ cầm cái dễ dàng, cái ba lần đã nó cứ quậy phá rồi nó lên, nó nói cái này nói kia. Là nó chống đối, đỡ chi, nó muốn lôi kéo cái người Việt Nam mình, cái đất nước mình vô giống như cái đời sống của nó vậy đó. Nó rất là độc ác. Tụi nó, anh Đằng gì? Anh Đằng ở bên Việt Nam và bà con bên Việt Nam không có hiểu được đâu. Tụi nó gì? Và miệng nó nói tự do, nó ở đất nước tự do, rồi sung sướng tự do. Nhưng mà bên trong nó gì? Nó rất là độc tài, xảo trá. Anh Đằng nghe kịp không? Không nghe kịp. À, cái đó là nó đánh theo cái đồn tâm lý. Chẳng hạn Tân Thái bây giờ tiệm neo nó mở đâu được, đâu có tiền đâu. Ngộ nhà nó ai Việt Nam lật đổ cộng sản Việt Nam đi. Thật sự bên trong nó rất là tức, nó rất là tức Việt Nam, tại nó thấy như Việt Nam mình thấy bà con chơi rồi ăn uống ly có thời gian uống cà phê, còn bên đây đâu có thời gian uống cà phê đâu, đi làm gì phải pha ly cà phê, bản xe vừa lái xe vừa uống, đâu có thời gian uống đâu, mà hút một điếu thuốc như vậy, anh Đằng ở bên Việt Nam không có biết được đâu, hút điếu thuốc là phải chờ cái thời gian mà nghỉ chút xíu ra ngoài đường hút thuốc, chứ không phải giống Việt Nam mình muốn ngầu hút rồi uống cà phê không có thời gian luôn, nó khổ lắm. Nó có nghĩa là đời sống nó gò bó, nó bị trói buộc chứ không phải là tự do. Anh Đằng biết không, mỗi cái ngày Tết cái gì, ngày Tết gì bên đây mà nhằm ngày thứ hai á là em phải xách đồ đi làm á, còn bên Việt Nam ở nhà một tháng nó không đói chết. Mà bên Mỹ này mọi người dân phải đi làm, nếu mà ở nhà nó đuổi việc về nhà không có tiền trả tiền nhà, không có trả tiền xe, không có tiền trả bảo hiểm nè, tiền ăn bữa nay ở Mỹ cái gì nó lên cá rất là mắc, đồ ăn rất là mắc, lên giá rất là mắc, tiền xăng cũng vậy. Tụi nó sống phập phồng lo sợ lắm chứ không phải là tự do đâu. Bây giờ mình thấy này, mấy cái thằng dân, mấy đứa dân phục quậy á, chúng nó đấu tranh này, chúng nó thế nào thế kia, sau đó chúng nó sang Mỹ. Bây giờ ví dụ như con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với mẹ Nấm á, thì cuộc sống của nó như nào, hoặc là thằng Phúc Bói Sơn ấy, thì hiện nay coi như là cũng sang bên đấy rửa bát họ kia, hoặc là cái thằng Quyền ấy thì sang Canada bị coi như là không đi làm hoặc là như nào đấy, mà coi như bị con vợ nó đánh như sưng mày sưng mỏ lên đấy cái cuộc sống của chúng quả mấy cái thằng dân chủ quậy ấy ở bên đó như nào. Cho nên là mình nói thực tế là ở đâu cũng phải làm, phải coi như là cố gắng làm việc mới có giàu có như thế này thì khác thôi, để mà cuối đời có cuộc sống gọi là nó an nhàn một tí xíu vậy thôi. Wow. Chứ bây giờ tôi nói thật với Ben Nguyễn ý, là những người Việt Nam mình ấy, chỉ cũng có cái con em các thứ ở bên sống ở bên Canada, bên Úc, bên Mỹ hoặc về tất cả các nước nhiều, cho nên thì chúng tôi cũng rất là hiểu cái cuộc sống ở bên đó như thế nào chứ. Cho nên là các bạn đừng có nói bây giờ cái cuộc sống ở bên kia nó như là thiên đường như này cái khác, không có đâu. Đấy. Anh Bằng biết không, cái thằng Mỹ là một cái thằng nó chuyên môn, nó cầm quyền, nó nắm quyền mà sao mà có tự do được, đúng không? Nó toan tính là nó tính cho người ta luôn, chứ không phải là nó chờ người dân tính đó. Thằng Mỹ đó
nó rất là tính toán rất là cao. Em nói với anh Bằng là bây giờ em nói cái đời sống nãy qua rồi gì, mẹ giờ bây giờ em nói xuyên qua một chút xíu là cái chuyện chiến tranh ngày xưa á. Anh Bằng nghe rõ mà bà con nghe rõ không? Ừ, nghe rõ. À, cái chuyện chiến tranh ngày xưa á, ok, cái người miền Bắc á, họ làm rất là đúng, họ giải phóng rất đất nước rất là đúng. Tại sao ngày xưa cái Việt Nam Cộng Hòa là chỉ là một người bị Mỹ nó lợi dụng thôi, đúng không? Bị Mỹ nó lợi dụng thôi, nhưng mà cái Việt Nam Cộng Hòa nó rất là ngu, nó ngu đần lắm. Tụi nó hết chuyện ai đi cấu kết với thằng Mỹ, mà thằng Mỹ anh biết không, nó là không khác nào là giống như là cái Việt Nam Cộng Hòa giống như con thỏ mà chạy vô miệng cọp vậy đó. À, anh đang giải nghĩa cho người ta nghe đây, em nói cái câu đó giải nghĩa cho cả nước nghe đây. Nói chung là thực tế cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa là một chút chế độ Tây Sai nô lệ, mà đã là Tây Sai mà đã là nô lệ rồi thì nói chung là thằng Mỹ nó bảo cái gì nghe đấy, nó phục vụ cho cái lợi ích của thằng Mỹ thôi, chứ còn thực tế cái vai trò của Việt Nam Cộng Hòa nó không có một cái vai trò gì trong cái đất nước Việt Nam cả đó. Anh biết không, thằng Mỹ là chuyên môn cái gì, ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa chỉ là nó coi giống như là một người là giống như là sai, nó sai gì làm đấy thôi, mà thằng Mỹ anh biết không, nó chuyên môn á, nghịch nó thì sống mà thuận nó thì chết, ra quên, thuận nó thì sống mà nghịch nó thì chết, đúng không? Mà cái Việt Nam Cộng Hòa thì đang vào một cái lòng, đang nằm trong cái lòng bàn tay của Mỹ rồi, mà như thế nào mà đi cấu kết đó, phải là ngu không, đúng không? Đó là quá ngu luôn, cái gì nữa ngu, có nghĩa là đem dân đất nước cho nó luôn á, xém mà không có Chủ tịch Hồ Chí Minh và không có Bác Giáp, không có những người anh hùng mà lính Cụ Hồ anh hùng á, là đất nước Việt Nam tôi bảo đảo thuộc về thằng Mỹ. Anh công nhận cái là tôi nói không? Anh công nhận không? Đúng rồi, đúng rồi. Thằng Mỹ là chuyên môn gì? Thuận nó thì sống, nghịch nó chết, nó chuyên môn nó lấy dao nó đâm sau lưng người ta không? Mà Việt Nam Cộng Hòa là trúng cái chiêu của nó, rất là ngu. Mà bây giờ đi qua nước nó mới cầm cái dễ dàng không à? Cái dễ dàng đó bây giờ đâu có ai, đâu có còn hiệu lực nữa, cái đó xưa cũ rồi, không có ai tôn thờ được hết á. Bây giờ chỉ là cái cờ đỏ ngôi sao vàng là chính thể một cái đất nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thôi. Cái đó đâu em xài nữa, bây giờ nó không biết nhục. Rồi nó đem lên cái dễ dàng, dơ lên cái này kia, rồi biểu tình cái này kia. Cái đó, làm như vậy Mỹ gì, nó khinh thường thêm. Nó nói, ô, cái dễ dàng này gì, ngày xưa ta xài rồi, ta bỏ rồi. Bây giờ còn dơ lên là làm gì nữa, vắt thùng rác rồi. Thấy không? Cái đó Việt Nam Cộng Hòa rất ngu, nó ngu đần lắm. Đừng có, mấy cái tuổi đó, giờ già sắp chết xuống lỗ hết rồi. Đi qua Mỹ ăn 3 đồng tiền trợ cấp, mà nó cúp một cái gì. Tụi nó thiệt, tụi nó trông cho nước Mỹ nó cấp cái không có nhà ở luôn. Tại vì sao không có nhà ở? Tụi nó khổ. Em nói với anh Bằng với cả nước á. Cái tụi mà Việt Nam ngày xưa á, nó đi qua Mỹ á. Mà bây giờ anh biết không, anh Bằng biết không, cái đất nước Việt Nam nó càng ngày nó càng phát triển, dân nó càng ngày càng no ấm. Nước Mỹ cũng so sánh nó cũng không kịp, vì cái đó mà cái tự do, cái dân chủ cũng không có bằng ở bên nước Việt Nam nữa. Mà chẳng như là mấy cái người đây gì, họ sống ở nước Mỹ nó buồn bã quá đi, rồi không có một người tìm một người nào, không có một người nào nói chuyện, họ đỡ lên họ nói chuyện, cho bớt cái khôi ngô và bớt cái căng thẳng ở nước Mỹ thôi. Chứ thật sự tụi nó không có tự do gì ở đây hết á. Nó giống như là cái tụi dễ dàng giống như là con chó, rồi ăn nhờ ở đậu người ta, giống như làm đi ô xin nước người ta thôi à. Chả có cái gì hết á. Bây giờ ai cũng đố che cái thằng Việt Kiều, con Việt Kiều nào mà nhìn về nước Việt Nam không thèm thì sao á. Chảy nước miếng luôn á. Tôi nói thật một câu giống vậy luôn á. Bây giờ Việt Kiều cái gì? Nó Việt Nam nó ở, nó mua đất nó ở. Bên nó làm ăn Việt Nam, nó còn tự nó làm chủ còn sướng hơn đi qua Mỹ nữa. Tôi nói thật anh Bằng câu luôn á. Rồi ok. Rồi xin cảm ơn Ben Nguyễn đã tham gia chương trình cùng với mình. Rồi ok, xin hẹn gặp lại live sau nhé. Vâng, em chào mọi người. Em chào anh Bằng.